Chào cả nhà, Sóc Thảo Dược Thanh Phát chia sẻ với cả nhà biết đến những công dụng tuyệt vời từ cây cối xay. Cây cối xay hay thường gọi với cái tên là kim hoa thảo. Nó có công dụng chủ trị là chữa các bệnh về cảm sốt do phong nhiệt, sốt vàng da. Ngoài ra thì nó còn chữa đau đầu, ù tai, những người mà tai điếc, tai ù, mình uống nó cũng khá là tốt. Bên cạnh đó thì nó còn chữa các bệnh như là tiểu rách này, tiểu buốt này, bí tiểu tiện này, những người bị phù thủng, nó còn giúp hoạt huyết này, những ai mà bị nở ngứa, bị dị ứng, mày đay, mình cũng có thể sử dụng, mình sắc thuốc, mình uống cả nhà nhé. Về cách dùng thì mình có thể sử dụng dưới dạng khô và dạng tươi. Dạng khô thì một ngày mình sử dụng từ 15 đến 20 gram, rửa sạch, sắc với lại 1 lít rưỡi nước, đun sôi để nhỏ nửa niêu riêng 15 đến 20 phút, sau đó mình để nguội uống trong ngày. Đối với dạng tươi thì mình sử dụng một lượng từ 30 đến 40 gram dạng tươi cả nhà nhé. Và một lưu ý nhỏ là cây cối xay không nên dùng cho phụ nữ đang mang thai. Hiện tại thì shop mình đang cung cấp dạng khô như video mình đang quay. Cả nhà có nhu cầu muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại mình để ở bên trên nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.